Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đồng Khoa Truyền Tiến nha. Thì hôm nay em giới thiệu tất cả cô chú anh chị một số cây cần carbon nha. Số cây cần carbon thì anh em nào lấy á, thì nói chung em cũng đang thanh lý hàng anh em, cũng còn mớ hàng để thanh lý để bán cho lẻ anh em. Thì em vẫn tiếp tục theo cái video kế tiếp là giảm 50.000 một sản phẩm và free ship toàn quốc cho anh em nha. Giảm 50.000 một sản phẩm ở free ship toàn quốc thì cái giá đây anh em nào mua rồi sẽ biết nha. Mấy giá đây tiền là giá bán rẻ thị trường rồi, bây giờ nó còn giảm thêm 50.000 bao ship toàn quốc nữa. Nên nó giá nó rất rẻ anh em. Nó như là nó ngang ngửa giá sỉ em bán luôn á. Giá sỉ là bán thô lô số lượng lớn thì nó cũng ngang ngửa luôn đó anh em. Đó, anh em nào mua cứ alo cho em theo số điện thoại 05 220 22030 nha. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Rồi giới thiệu anh em cây cần đầu tiên. Cây cần 2 khúc. Cây này ngoại hình xấu nha anh em, ngoại hình xấu, thông số cần thì không có để. Độ cứng này tương đương 50 anh em. 50 dài cái này bao nhiêu đây? Cây này là 2m1 và cây này 2m4 nha anh em. Cây độ cứng 50 dài 2m4, ngoại hình xấu. Khoan Fuji đá sẫm nâu. Bát là bát Fuji. Độ cứng 50 dài 2m4, ngoại hình xấu, chạy nhiều nha anh em. Anh em chú trọng mình lấy mấy cây này đánh ngon, cây này giá mềm, rẻ. Cây này mã số của nó là 93. Nặng 320 g, ngọn 2.6, góc 15.5. Ở 93 giá 500. Giờ em sale còn xuống còn 450 nha, 450 bao ship. Một cây cần carbon. 93 giá sale 450 bao ship cho anh em nha. Cái 94. Mỗi cần 2 khúc. Khoan nó Fuji đá sắm nâu anh em. Chất liệu cần carbon. Bát nó bát Fuji luôn nha. Mấy cán này thì nó hơi lẩm chẩm nè anh em. Cây này độ cứng 30 dài 2m1 anh em. Cây này cái thông số đây nó chạy nhiều. Này cũng bị mờ, em lấy viết em viết lại để cho dễ báo thông số cho anh em. Cần này nguyên bản nha. Nguyên bản. Nhưng nó chạy nhiều hơn anh em. Độ cứng 30 và 2m1. Ngoại hình nói chung khá là ok, đẹp á. 94. Nặng 210 g, ngọn 3 ly, góc 14.7. 94 giá 680. Sale còn 630 bao ship anh em. Giá sale còn 630.000 bao ship cho anh em toàn quốc nha. Tới 95. Mỗi cần 3 khúc, chất liệu cần carbon nha, khoan Fuji đá sẫm nâu. Chất liệu cần carbon, khoan Fuji đá sẫm nâu anh em à. Bát nó bát Fuji. Bát Fuji nha. Ngoại hình này chúng hơi dơ. Anh em thấy về vệ sinh lại. Độ cứng 30 dài 3m anh em, hãng Ryobi, ngoại hình có chày. Độ cứng 30 dài 3m hãng Ryobi nha anh em. Tổng thể đây. Cây này mã số 95. Nặng 300 g, ngọn 2.8, góc 16.8, 95 giá 700. Đang sale còn 650 nha anh em, 650.000 bao ship toàn quốc cho anh em. Mấy cây này 650.000 anh em tin được không? Bao ship nữa, tính ra em còn 500 mấy, 580, 600 à. Tới 96. 96 này một cây cần gì đây? Có túi. Màu cần 2 khúc anh em. 2 khúc. Chất liệu cần carbon. Khoan nó khoan Fuji đá sẫm xanh. Chất liệu cần carbon, khoan Fuji đá sẫm xanh nha. Ngoại hình đẹp. Bát nó là bát Fuji, bát hãng anh em. Bát hãng nha. Độ cứng 30 2m4 made in Korea. Độ cứng 30 2m4 made in Korea nha anh em. Ngoại hình đẹp. Sáng đẹp. Sáng đẹp anh em à. Tổng thể đây. Cây này mã số 96. Nặng 230 g, ngọn 1.7, góc 15 anh em. 96 này để cho anh em giá 850 nha. Giá sale còn 800. Bao ship toàn quốc cho anh em, một cây cần 2 khúc rất là đẹp, cây sáng chân à. Đẹp lắm nha. Rồi tới 97. 97 là cần gì đây? Có túi nha.
một cây cần hay chi anh em, một cây cần hay chi, hay chi nha. Cần này câu bè, dành cho anh em câu bè nha. Chất liệu cần carbon, mã số 97. Bát nó bát Fuji FS6 anh em, khoan Fuji đá sấm nâu nha. Hãng Alpha Taco, made in Korea. Cây này cây rồ fighter, ngoại hình nói chung khá đẹp đó anh em, ngoại hình khá đẹp. Tổng thể cần đây, ngọn dịu nha, ngọn mềm dịu, cây đẹp lắm anh em, sáng chân à, sáng lắm nha. Cây này mã số 97, nặng 100g, ngọn 0,8 ly, gốc 13, 97, giá 680, giảm còn 650 anh em, giảm cái này còn 650 bao ship toàn quốc cho anh em nha. Giảm cái này còn 650 bao ship toàn quốc cho anh em. Tới mã 98 anh em. Chúng ta cái này chín mấy đây. Đây, quên. Cái này mã số mấy đây? Cái này 97. 97 giá 630 bao ship. Rồi tới 98. 98 này cây cần hai, một cây cần lô 2 khúc anh em. Khoan Fuji đá sấm nâu. Chất liệu cần carbon nha. Cây này cây cần đai qua, cần lô nha, mới đứng. Bát nó là bát Fuji. Made in Thái Lan anh em. Cây này đai qua Phantom anh em à. Đai qua Phantom. Đai qua Phantom nha. Cây này dài 2m7. Lô của nó 5 đến 21g, lực của nó 6 đến 14 lb nha anh em. Mã cơ đê nó là 01471511 1511 anh em. Tổng thể cần đây. Quả hình này rất là đẹp. Alo này, alo vui xích chống sắn anh em. Alo zin của cần luôn, vui xích chống sắn. Đây nó chày anh em. Nhưng mà không sao. Cái chỗ này thì nó chỗ này nè, ây da, cái chỗ này nè anh em, nó hơi dớp nhẹ cái đầu, không sao anh em. Anh em cắm cái góc cần vô, cái ngọn cần vô là nó khác lắm anh em. Rồi nè, đó, anh em thấy cái chỗ này không, nó bị dập nhẹ anh em. Dập nhẹ chỗ này thôi, nhưng mà cái lóng ngọn anh em, lóng ngọn nó cắm vô nha. Nó cắm vô như vậy nè. Nó cắm vô như vậy nè. Kém vô sát không? Là cái lóng nằm ở trong cứ cứng anh em. Thấy chưa? Nó cắm sâu vô tới như trong đây anh em, nên cái chỗ này nó không ảnh hưởng anh em. Nhưng mà em bán giá phải nói lại cho anh em, cái cây này nếu mà anh em để nó còn nguyên bản á, nó không bị một cái lỗi nhẹ vậy á, thì qua thị trường nó bán khoảng 1,8 triệu một cây anh em. 1,8 triệu. Nhưng mà cây này em để cho anh em 1,350 triệu thôi. Giảm sale còn 1,3 triệu nữa, bao ship toàn quốc cho anh em nha. Cái loại đó nó không có ảnh hưởng anh em. 98. Nặng 160g, ngọn 1 ly 6, góc 11,8. 98 giá 1,3 triệu. Ở giá sale còn 1,3 triệu nha anh em. Bao ship toàn quốc cho anh em. Cái chỗ này thì anh nếu mà mấy người khác thì có sẽ là người ta dán keo rồi. Dán keo rồi sẽ không có biết. Nhưng mà em bán thì nói chung để cho anh em về anh em đi vô keo cái xong, hay để về chơi vẫn bình thường, không có tác ảnh hưởng gì luôn, không có bị một cái trục trặc gì khi câu anh em. Rồi mã số 99, một cây cần 3 khúc, chất liệu cần carbon nha anh em. Khoan là Fuji đá sấm xanh. Bát nó là bát Fuji nha. Khoan Fuji đá sấm xanh, bát Fuji. Ở đây nó hơi rạn keo nha anh em. Cây này độ cứng 50, dài 3m3. Carbon Navi to gì đây. Độ cứng 50, dài 3m3 nha anh em. Hoàn cây này nói chung là còn khá là ngon, có chày nhưng còn khá là ngon anh em. Nguyên bản nha, cần nguyên bản, chưa gãy ngọn anh em. Cây này mã số 99. Nặng là 285g, ngọn 1 ly 7, góc 12,3.
99 em bán 850 nha, giảm còn 800, bao ship toàn quốc cho anh em nha. Giảm sale còn 800 bao ship luôn. Cây này 800 bao ship thì anh em thêm mua được không? Cần nguyên bản. Tới mã số 100. Mã số 100 này một cây cần cắm gốc. Dài của nó 1m8 anh em. Cây này nó bị gãy chắc cỡ 5 cm, 5-6 cm. Thì 1m8 thì cây này chắc còn khoảng 1m74, 1m75 thôi anh em. Dài khoảng 1m71, 1m74, 1m75 thôi. Gãy khoảng 5 cm ngọn nha. Khoan nó khoan hãng anh em. Còn tem mát đây, như cây này chưa sử dụng. Dít của nó là 60 đến 150 gram. Bia của nó 1.0 và 2.0 nha anh em. Cây cần câu dít made in China. Cần chuyên dít nha anh em. Chất liệu cần carbon. Ngoại hình thì chung rất đẹp, sáng. Đã thay nó bị gãy ngọn, em gắn alo chống sắn vào cho anh em. Đề thường nha, không phải Fuji. Cần nó khung khá ngon á. Cây này mã số 100. Nặng 160 g, ngọn 1 ly 8, gọn 2 ly 8, góc 9.8 nha anh em. Mã số 100 giá 600. Đó, sale còn 550, bao ship toàn quốc cho anh em nha. Cây okay, cần dít mấy ngang. Dít mấy ngang nha anh em. Rồi cái cần cắm gốc nữa anh em. Ngọn của nó là ngọn sợi thủy tinh nha anh em. Cây cần dít luôn, gốc của nó gốc phíp. Cây này cần dít luôn nha anh em. Khoan nó khoan Fuji đá sấm xanh. Ngọn là ngọn sợi tinh. Rất cứng. Cây này dít tầm khoảng 250 g mồi anh em. Dít khoảng 250 g mồi. Bát của nó là bát Fuji, khoan Fuji. Ngoại hình đây, cây này dài của nó là, đem coi. Cây dài 2m1 nha anh em. Cây này dài 2m1. Ngoại hình để chung là có chày. Alo nó xít nha anh em. Alo xít. Ngoại hình có chày dài 2m1. Tổng thể đây nè, có 2m1 đây nha. Tổng thể cần cho anh em. Một lẻ một, nặng 350 g, ngọn 2.5 ly, góc 11.3. 101 giá 650 anh em. Giảm còn 600 bao ship cho anh em. Giảm còn 600 bao ship nha. Thế 102 là cần 2 khúc dây trong anh em. Chất liệu cần carbon. Bát nó là bát Fuji nha. Ngoại hình nói chung có chày đây. Độ cứng của nó là 52m4. Cây đầu cứng 52m4 nha anh em. Ngoại hình có chày. Đầu cứng 52m4. Chung khá ngon. Cây mã số 102. Nặng 235 g, ngọn 2.5 ly, góc 14.6. 102 giá 550 anh em. 102 giá 550, giảm còn 500, bao ship toàn quốc cho anh em. Cái 103 này cần ISO khoảng nhỏ. Hãng quen score rao gì đây, made in Korea nha. Bát nó bát Fuji P6 nè. Dài 4m5 nha, ngoại hình nói chung có chày. Sáng đẹp. Nguyên dàn khoan nó khoan Fuji đá sấm xanh nha anh em. Nguyên dàn khoan Fuji đá sấm xanh. Chất liệu cần là carbon. Ngoại hình sáng nha anh em. Chất liệu cần carbon. Sáng đẹp anh em à. Ngọn của nó là 3 khoan 1 alo nha anh em. 3 khoan 1 alo. Độ cứng cái này tương đương độ cứng số 2 nha anh em. Độ cứng số 2 dài 4m5 anh em à. Cây này mã số của nó là 9103 anh em, 103. Nặng 225 g, ngọn 1.7, góc 20. 103 giá 650 nha. Giảm cho anh em còn 600. Bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Cây này rất là đẹp nha anh em.
Rồi, tới 104 có túi nha. Một cây cần ISO khoan nhỏ anh em. Một cây cần Daiwa Fiber Carbon độ cứng 5.5m4 anh em. Cây này hàng nội địa của Nhật nha. Cây này hàng nội địa Nhật luôn á. Bass là Buji Bass 7 anh em, cần rất đẹp. Cần rất là đẹp nha. Sáng. Khoan đây. Khoan của nó là khoan Fuji đá sấm xanh. Quy nhận khoan sáng đẹp. Tổng thể cần đây. Sáng đẹp lắm nha anh em. Cây này anh em chơi là miễn luôn, đẹp luôn. Miễn đẹp luôn. Độ cứng số 5 nữa, ISO khoan nhỏ, độ cứng số 5 rất là hiếm nha anh em. Ngọn của nó hai khoan một alo nha. Hai khoan một alo, ngọn đây. Ngọn nó khá là ngắn. Cây này cái ngọn nó khá là ngắn anh em. Nhưng mà chắc này nguyên bản của cần. Rồi, cây này thông số cho anh em xem tổng thể đây. Đẹp lắm anh em, cây sáng chân à. 104 nha. Nặng 530g, ngọn 2 ly, gốc 28. 104 giá 800, giảm còn 750, bao ship toàn quốc cho anh em nha. 104 giá 800, giảm còn 750.000, bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Tới mã số là cây này, cây cần lưu rút anh em, lưu rút. Mã số 105, một cây cần lưu rút nha. Lưu rút, bass nó là bass Fuji. Dài 2m7 hãng SSM nha anh em. Lưu của nó là 7 đến 21g, lực của nó là 8 đến 20 lb, một cây cần sắt shorter, một cây cần lưu rền nha anh em. Khoan Fuji đá sấm xanh rất đẹp. Chất liệu cần carbon nha. Cần sáng chân à. Sáng đẹp. Tổng thể đây. Cái này lưu anh em. Mã số 105. Nặng 215g, ngọn 1.7, góc 15.5. 105 giá 750 anh em. Sale còn 700, bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Sale xuống còn 700, bao ship nha. Cây này quá mềm, rẻ nữa nè. Một cây cần lua rút, thuận tiện đi chơi anh em. Nó cũng không có rườm rà nhiều. Tới 106 là cần ISO khoan lớn. Đây có chạy, không phải chạy nó bị chóc lớp sơn anh em. Thấy chưa? Bass nó bass Fuji nha anh em. Độ cứng 4.5m4, made in Korea, hoàn hình có chạy nhiều anh em. Chạy nhiều. Nguyên vàng khoan, nó là khoan Fuji đá sấm xanh nha. Khoan Fuji đá sấm xanh, chất liệu cần carbon. Sáng đẹp. Cây này quần hình nói chung khá ngon đó nè. Khá ngon. Ngọn của nó ba khoen một alo nha. Ba khoen một alo. Cần rất là đẹp. Chỉ có cái góc này thì nó hơi chày nhiều anh em. Tổng thể đây. Cây mã số nó 106. Nặng 455g, ngọn 2 ly, góc 25. 106 giá 800. Giảm còn 750 cho anh em, bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Giảm còn 750.000, bao ship toàn quốc nha. Tới 107 là cây cần gút lóng dài anh em. Đầu cứng cây này là 32m4 nha. 32m4 có để đây. Chất liệu cần carbon.
Bát nó Fuji bé 6 anh em. Bát Fuji bé 6 nha. Bộ hình nói chung 6 chạy cũng khá là nhiều. 6 chạy khá là nhiều anh em. Khoan của nó là khoan Fuji đây. Alo nó alo chống xoắn anh em. Bộ hình rất là đẹp. Sáng, đẹp sáng anh em. Tổng thể cần đây. Cây này mã số nó 107 anh em. Nặng 180 g, ngọn 1.7, góc 20.5. 107 giá 550 anh em, giảm còn 500, bao ship toàn quốc cho anh em nha. Một cây cần gút rống dài, đầu cứng 30 và 2.4 m. Tới 108 là cây cần xúc lở anh em. Xúc lở, mấy cái này hơi chày anh em. Chày nha, dính dơ. Cái đít của nó thì nó hơi nứt anh em. Nhưng mà dặn là bình thường nha. Đây nha. Cái chỗ này anh em có thể dán keo này, dán keo lại cứng ngắc luôn á, dán keo lại ngày này, dán keo lại nó hết à, dán keo lại nó nhìn nhìn nó thì nó có cái dấu nhưng mà nó cứng lại. Bát nó là bát Fuji bát 7 anh em, chất liệu cần carbon, khoan nó khoan Fuji đá xám xanh. Ngoại hình nói chung khá là sáng anh em. Sáng đẹp nha. Sáng đẹp. Tổng thể cần đây. Tổng thể cần đây. Cây này mã số nó là 108, nặng 355 g, ngọn 2.5 l, góc 21 nha. 108 giá 850 anh em. Giảm còn 800, bao ship toàn quốc cho anh em nha. Rồi để em tí em có điện thoại nha anh em. Rồi, mới gọi ngay điện thoại của anh khách nha. Thì tiếp theo cái mã tiếp theo là 109 nha anh em. 109 này cần câu lục. Dài 3.9 m anh em à, độ cứng H. Độ cứng H này không biết bao nhiêu đây. Bát khoen của nó khoen Fuji bát 7 anh em. Bà khoan Fuji, bát là bát Fuji bát 7. Chất liệu cần carbon nha anh em, có chày dăm dăm nhỏ nhỏ. Có chày dăm dăm nhỏ nhỏ nha anh em. Đó chày. Sáng đẹp. Độ cứng cái này tương đương là 25 anh em, độ cứng 25. 25 39 nha, dành cho anh em câu lục bền. Tổng thể cần đây. Nói chung cái này còn hình cứ là đẹp anh em, nó chỉ xước châm dâm nhỏ nhỏ thì cũng chả có ảnh hưởng gì nhiều. Hàng bãi đâu qua sử dụng mà thì chạy nó sử dụng bắt buộc phải có chạy rồi anh em. Giá rẻ thôi, những mấy trăm ngàn, cây này nếu mà anh em mua đẹp cũng chịu mấy, 2 triệu một cây, xấu thì mấy trăm. 109 anh em, nặng 310 g, ngọn 2 ly, góc 23. 109 giá 900 anh em. 900. Giá sale còn 850, bao ship toàn quốc cho anh em. Giá xe còn 850, bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Tới 110 là cần câu lục tiếp. Carbon. Bát nó là bát Fuji bát 7 nha. Dài 39 luôn. Khoan nó khoan Fuji đá xám xanh. Chất liệu cần carbon đây. Hoàn hình có chày nha anh em. Chày dăm dăm. Nói chung là cây này còn khá đẹp á. Như xài xước sơ sơ thôi. Hồng lô hôm qua em có hai cây giống vậy nhưng mà hai cây kia xấu. Nó xấu hơn cây này nên cái giá nó rẻ hơn anh em. Cây này giá nó cao hơn. Hai cây kia em bán như có 800 ngàn cây. Nhưng cây này em bán 900. 900. Mà đang sale chứ còn có 850 cho bao ship nữa anh em. Chung cây đẹp hơn hai cây em qua. Đẹp hơn. Đầu cứng 25, 39. Ngoại hình xuất sắc anh em. Quá gầy quá ok nha. 110 nặng 360 g, ngọn 2 ly, góc 23. Mã 110 giá 900, giảm còn 850, bao ship toàn quốc cho anh em nha.
Rồi tới 111 này cần câu lục. Chất liệu cần carbon nha anh em. Hãng của nó hãng Besta Fitin Made in Korea, hàng nội địa Korea nha, xuất Nhật tiêu thụ. Súp 4m2. Bát nó Fuji Bass 7 anh em. Fuji Bass 7. Ngoại hình có chày nha. Khoan nó khoan Fuji đá sẫm xanh, khoan Fuji đá sẫm xanh nha anh em. Ngoại hình đây, nói chung là có chày đây. Đó. Nói chung chày thì cũng không ảnh hưởng nhiều đâu anh em. Anh em về câu kéo chủ yếu là đánh nó ok ngon thôi. Sáng đẹp. Độ cứng 25 4m2. Độ cứng 25 4m2 nha anh em. Khoan gấp. Tổng thể cần đây. Cây này mã số 111, nặng 450 g, ngọn 2 ly mốt, góc 25,8. 111 giá 900 luôn anh em, 900.000, giảm còn 850, bao ship toàn quốc cho anh em nha. Giảm còn 850, bao ship toàn quốc cho anh em. Tới 112 là cũng là cần câu lục luôn, ngoại hình xấu, chày nhiều. Mấy cần xấu như vậy chày nhiều thì giá nó mềm anh em. Cây này pin card 3m9 nha, cây này hàng Korea xuất Nhật. Bát nó bát Fuji Bass 7. Ngoại hình có chày đây. Nó chạy cái lớp phủ bóng lên em, còn có chất lượng phôi rất là ngon. Khoan là Fuji đá sẫm xanh nha. Alo nè, alo thay thế, alo chống sắn vào nha. Alo của hãng thôi chứ không phải alo Fuji nha anh em. Alo của hãng thôi. Chất lượng cần carbon. Ngoại hình đây. Nói chung là lóng phôi cần khá là ngon, có chạy mà cũng ít rất là ít nha. Mấy cái này anh em về câu chữ trái hay là câu chơi cũng rất là ngon, giá mềm. Nó mềm hơn mấy cây đẹp, nó tới 300-400 ngàn rồi anh em. Sáng đẹp. Cái gốc thì nó xấu nha. Tổng thể đây. Mã 112. Nặng 375 g, ngọn 2 ly mốt, góc 23. 112 giá 700. Sale còn 650 anh em, đang sale còn 650, bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Cây này sale 650 bao ship nữa, anh em thấy rẻ chưa? Rẻ bèo luôn anh em à. Rồi, tới 113 là cây cần hệ anh em, từ qua cần hệ hết. Hãng Daiwa nha anh em, một cây cần Daiwa long bem. Đầu cứng 25 dài 4,5 m. Đầu cứng 25 dài 4,5 m nha. Carbon 2 da xoắn. Nguyên vàng khoan, nó khoan Fuji đá sẫm xanh nha anh em. Carbon 2 da xoắn. Anh em thấy xoắn được chưa? Cây này hàng nội địa Nhật nha anh em. Hàng nội địa của Nhật. Xoắn rất là đẹp nha. Dài 4,5 m. Sáng chân à. Lóng 2 đây. Xoắn chưa? Lóng ngọn đây. Lóng ngọn của nó thì nó sơn phủ lại, không thấy dấu sắn anh em. Nhưng cần rất là đẹp. Rất đẹp. Sáng chân luôn. Mịn. Tổng thể cần đây. Cây đẹp lắm anh em. Cây mã số của nó 113. Nặng mà 450 g, ngọn 2 ly 2, góc của nó 24,6. 113 giá 2,1 triệu nha anh em. Giảm cho anh em còn 2,050 triệu, bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Cây này anh em mua ở chỗ khác không dưới thì không dưới 2,5 triệu. Giá này quá rẻ anh em, còn cái em đang sale nữa. Anh em tranh thủ mấy cây này nha. Rồi tới 114 nha anh em. Đây có chày đây. Một cây cần Daiwa. Sub Power 30, độ cứng 30, 3,9 m nha anh em. Made in Korea, độ cứng 30, 3,9 m. Bass nó bass Fuji nha anh em. Bass Fuji. Quên có chày đây. Đây có chày. Khoan của nó khoan Fuji đá sẫm xanh. Nguyên vàng khoan Fuji đá sẫm xanh nha. Chất lượng cần carbon 2 da xoắn anh em. Ngoại hình chày đây anh em. Chày đây.
Mấy cây này nói chung là nhìn nó chày thôi chứ chất lượng rất là ngon nha. Chất lượng rất là ngon. Ngọn đây. Tổng thể cần đây nè. Nói chung về hình có chạy ngon. 114 anh em. Nặng 415 g, ngọn 3 ly 1, gốc 22 nha. 114 giá 1.650.000 anh em. 1.650.000. Giảm cho anh em còn 1.600.000 nha. Bao ship còn gốc cho anh em. Đó, giảm 1.600.000 còn bao ship còn gốc cho anh em nha. Rồi, cái cây tiếp theo, cây này cây cần lưu rền 3 khúc nha anh em. Khoan Fuji Six. Lưu rền 3 khúc, nguyên bộ khoan Fuji Six nha. Bass Fuji. Cây này hãng hãng Smith nha anh em. Hãng Smith. Super Seeker hãng Smith đây. Mấy cái hãng này hãng toàn hãng tên tuổi lớn không anh em. Thường anh em Sài Gòn Việt Nam mình chỉ có biết Daiwa, Shimano là nhiều. Mấy cái hãng tên tuổi này thì thường nó xuất châu Âu là nhiều anh em. Nó xuất đi châu Âu là nhiều. Ít sản xuất tại châu Á. Nói chung cây này ngon anh em. Khoan Fuji, Bass Fuji Six. Khoan Fuji, Bass Fuji. Lô của nó là 1 đến 10 đến 40 g, dài 3,9 m nha. Lực của nó 8 đến 20 lb anh em. Lực của nó 8 đến 20 lb, tem dán xua Nhật anh em. Ở dưới đây là tem chỉ tem chống xét nè. Còn trên đây nè, là tem nè, tem tiêu thụ tại Nhật anh em, tem xuất á. Tem tiêu thụ tại Nhật á. Nên nó dán chung, nó làm một cái tem nó dán lên anh em. Cây này mã số 115. Nặng 345 g, ngọn 2 ly 2, gốc 16. 115 giá 2.200.000 nha anh em. 2.200.000, cây này nguyên bản nha, chưa hư, chưa gãy, chưa sửa chữa luôn, chưa đụng chạm gì luôn nha anh em. 2.200.000 giảm còn 2.150.000. Bao ship toàn quốc cho anh em, một cây cần lưu rền 3 khúc hãng Smith nha anh em. Rồi, anh em lấy cây cần nào cứ alo cho em theo số điện thoại 05 220 22030 nha, đó cũng là cái số Zalo của em luôn. Rồi, cảm ơn anh em, hẹn anh em các video kế tiếp.